chuyện ngắn sau ngữ tiếng anh tiếng việt hai con cua the two crabs one fine day two crabs came out from their home to take a stroll on the sand một ngày đẹp trời hai con cua đi ra khỏi nhà để đi dạo trên cát come out from đi ra khỏi Take a troll on the sand. Đi dạo trên cát. Child, said the mother. You are walking very ungracefully. You should accustom yourself to walking straight forward without twisting from side to side. Này con gái, của mẹ nói. Con đang đi rất thiếu duyên dáng đấy. Con nên tập đi thẳng hướng cho quen. Đừng đi ngang như thế. Ungracefully. Một cách không duyên dáng. Accustomed to. Quen với việc. Twist. Lách, len lỏi. From side to side. Từ bên này sang bên kia. Do but set the example yourself. And I will follow you, said the young one. Cua con nói, xin mẹ hãy làm ví dụ. và con sẽ làm theo mẹ. Example is the best precept. ví dụ là lời dạy bảo tốt nhất. Precept Lời giáo huấn, lời dạy bảo về đạo lý.